Tin nóng quý vị ơi, trong chiều ngày hôm nay thì em Vũ cũng giống như là chú Ngọc theo như cái lịch hẹn từ lúc ban đầu của phía bên cơ quan chức năng đó quý vị. Thì em Vũ cũng đã đưa những cái thông tin bằng chứng dẫn chứng để có thể là tố cáo cái sự việc có liên quan đến cái căn nhà đã bị ả và cô Hờ bán đứt đi quý vị. Thì hiện tại bây giờ những cái thông tin vô cùng là tốt đã đến với em Vũ, và cũng trong chiều ngày hôm nay thì em Vũ cũng sẽ làm việc với phía bên báo chí để có thể là truyền tải cái trường hợp của em Vũ nhân rộng ra để cho mọi người đều biết. Và nói chung nó giống như là một cái tiếng cầu cứu đó quý vị, gửi đến cho những cấp cao hơn để họ có thể là vào cuộc và làm sáng tỏ cái sự việc có liên quan trong cái câu chuyện em Vũ bị tống ra khỏi nhà của ông bà cha mẹ để lại cho em ấy. Và hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều cái thông tin từ phía bên những người mà thương em Vũ đang nghi ngờ rằng là bản thân của những người trong gia đình của em Vũ, ví dụ như là mẹ của em Vũ, có thể có liên quan gì trong cái sự việc là ký giấy tờ để mà bán nhà cho ả và cô Hờ này hay là không. Thì như quý vị cũng đã biết á, trong ngày hôm qua phía bên luật sư, những người đại diện cho em Vũ á, cũng đã đi tìm hiểu những cái thông tin, nói chung là họ cũng sát sao trong cái sự việc của em Vũ lắm quý vị, và họ đã tìm ra được những cái sự liên quan trong cái câu chuyện lý do vì sao mà ả và cô Hờ kia lại bán đứt đi cái căn nhà của em Vũ. Thì quý vị cũng đã biết thông tin từ phía bên luật sư đã chia sẻ rằng là ông nội của em Vũ không hề ký kết mua bán bất kỳ một cái gì đối với ả bà cô Hờ, nhất là nhà cửa nha quý vị. Và thứ hai là em Vũ cũng không hề ký giấy tờ gì để mà mua bán nhà với ả bà cô Hờ. Và điều đặc biệt hơn nữa đó, thì theo như những cái thông tin từ phía bên luật sư cũng đã chia sẻ là cái căn nhà của em Vũ á, cũng chưa hề trên giấy tờ được gọi là buôn bán gì nha quý vị. Và chính xác nếu như những gì mà được chia sẻ từ những người trong cuộc á, thì chúng ta có thể là đúc kết ra một cái lý do duy nhất để mà ả bờ cô Hờ có thể là bán nhà của em Vũ, đó chính là một là bán sang tay, là giấy tờ tay đó quý vị, là viết tay đó, nói chung là những cái giấy tờ mà nó không hề có một cái giá trị gì đó, hoặc là khả năng rất là lớn là làm giấy tờ giả quý vị. Và chung quy tóm lại là một trong hai cái nguyên nhân này, cho dù có cái nguyên nhân nào đi chăng nữa đó quý vị, thì bản thân của ả bà cô Hờ kia nếu như cái người không hợp pháp mà vẫn đứng ra để mà bán nhà của người khác là đã vi phạm pháp luật rồi. Chứ không cần gì mà phải lên tiếng nói rằng là tình nghĩa gì ở đây cả. Bởi vì quý vị cũng đã biết ả bà cô Hờ này là ghê gớm đến cỡ nào, và ả này không có giấy tờ nhà mà vẫn làm mọi cách để mà bán nhà của em Vũ, thì đủ để có thể hiểu được rằng là coi trời bằng vung rồi quý vị. Còn bản thân của em Vũ thì bây giờ cũng không có sợ gì hết. Giấy tờ nhà chính thức hợp lệ đó thì em Vũ đang giữ quý vị. Cho nên rằng là sau khi mà em Vũ tường trình tất cả những cái sự việc này cho phía bên cơ quan chính quyền đó quý vị, thì họ cũng đều cảm thông cho em Vũ và họ hướng dẫn tận tình để giúp đỡ cho em Vũ khởi kiện cái vụ án này, khởi kiện cái ả bà cô Hờ này. Và quý vị cũng đã biết là những cái tiến triển khá là tốt trong ngày hôm qua với ngày hôm nay, nó đã khẳng định một điều rằng là những điều em Vũ nói nó hoàn toàn là đúng với sự thật. Bởi vì cơ quan chính quyền cũng đã an ủi em Vũ, nói rằng là em Vũ cứ yên tâm đi, cái sự việc này là ai mà vi phạm là không có thể nào mà trốn tránh được cái trách nhiệm. Cho nên cái người chủ hiện tại của căn nhà đó quý vị cũng được phía bên chánh quyền người ta yêu cầu làm, khi nào họ liên hệ họ gọi để lên làm việc là phải lên và không được đi khỏi nơi cư trú
cũng như là không được trao đổi mua bán cái căn nhà hiện tại đang có vấn đề về tranh chấp giữa chủ nhà mới cũng giống như là em Vũ. Và cái ả bà cô hờ kia cũng vậy thôi quý vị, họ cũng truy tìm rồi chắc chắn rằng là ả bà cô hờ này cũng không được đi đâu hết, chỉ ở quanh quẩn tại nhà của ả để hợp tác và làm việc với phía bên chính quyền. Nó đơn giản là như vậy thôi đó quý vị. Còn đương nhiên rằng là cái câu chuyện này á, nó không phải là một sớm một chiều, vì cái vấn đề mà kiện tụng tranh chấp đó quý vị có thể kéo dài 1 năm 2 năm, đó là cái chuyện bình thường. Mình không thể nào mà mình vội vàng hấp tấp để rồi mình làm cho cái tâm lý của em Vũ nó bị sao nhãng quý vị. Tại vì nhiều lúc mình nói là bây giờ có đầy đủ dẫn chứng vật chứng rồi thì hốt cái bà cô hờ đi đi, nhưng mà quý vị biết không, làm cái gì cũng vậy, pháp lý thì người ta chỉ dựa trên giấy tờ thôi, mà giấy tờ thì em Vũ đã có hết rồi, cho nên cũng không cần phải lo gì, chỉ cần đi đúng đường và có được một cái chỗ dựa thật sự là vững chắc về mặt vật chất cũng giống như là tinh thần để giúp đỡ cho em theo đuổi cái vụ kiện này đó quý vị, thì bản thân của em Vũ chắc hẳn rằng là cái khả năng rất là cao lệ mấy sẽ lấy lại được căn nhà quý vị. Và tất nhiên rằng là cái ả bà cô hờ hiện tại bây giờ là run rồi, run cầm cập rồi, bủn rủn rồi, nói chung là có xanh mày xanh mặt đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng ai thông cảm hết đó quý vị. Tại vì ả này là đã có cái mưu đồ rồi, mưu đồ từ khi mẹ của em Vũ còn sống rồi quý vị. Cho nên nhiều lúc trong cái quá trình mà nói chuyện rồi kiểu giống như là chị em cùng với lại mẹ của em Vũ á, thì nhiều lúc có được cả những cái giấy tờ nhà photo đó quý vị, rồi sau này mẹ em Vũ mất cái đứng ra để mà họ trao đổi mua bán thì sao. Cho nên rằng là một cái người mà họ đã tham đó quý vị thì họ luôn nghĩ ra 101 cái kế sách để mà họ có thể là hả lấy tài sản của người khác. Và chung quy tóm lại á, là bây giờ những cái điều mà em Vũ đã và đang đi á, nó giống như là một cái minh chứng rằng là không phải những người yếu thế là họ có thể là thua thiệt đâu quý vị. Tại vì yếu thế á, là chỉ những cái giai đoạn khi mà em Vũ không có ai bên cạnh, không có ai để mà nương tựa đó quý vị. Còn bây giờ em Vũ đi đến đâu người ta cũng thương hết quý vị. Đi đến đâu người ta cũng biết rằng là em này nằm trong một cái hoàn cảnh vô cùng là đặc biệt. Nhiều quý vị nói rằng là em Vũ nói chuyện thật là khờ, không có nói rõ ràng đầu đuôi đồ này nọ đó quý vị. Nhiều lúc đối chất cùng với lại chủ nhà mà em ấy cũng khờ đanh khờ đạc ra, thì quý vị cũng có thể hiểu được rằng là em ấy mới có 20 tuổi thôi. Và cái cuộc sống của em ấy cũng chưa bao giờ mà va chạm với những cái con người mà nó ghê gớm đến vậy. Và em ấy cũng không có hiểu được lòng người là nó đa đoan đến cái mức độ như vậy. Cho nên là em Vũ cũng không có lường trước được những cái câu hỏi hay là cái sự việc nó diễn ra xoay quanh cái vấn đề là em ấy muốn lấy lại căn nhà. Cho nên quý vị khán giả, quý cô chú anh chị cũng thông cảm cho em ấy, bởi vì á, bản thân của em ấy cũng chưa bao giờ mà hiểu được rằng là mình phải làm như thế nào để cho gọi là đúng. Bản thân của em ấy lời ăn tiếng nói nó cũng chưa phải là vững vàng để mà có thể là đối chất với người này đối chất với người kia quý vị. Cho nên rằng là càng nhìn thấy cái hình ảnh của em Vũ như vậy á, thì ai cũng đều biết bản thân của em ấy là một cái người vô cùng là chân thật. Em ấy có là nói mà không là không bao giờ nói nha quý vị. Cho nên rằng là những điều mà em Vũ nói đến hiện tại bây giờ, chúng ta thấy rõ rằng là lên trên chánh quyền thì những điều em Vũ nói cũng giống y như những gì mà em Vũ đã từng nói với tất cả quý vị khán giả. Cho nên rằng là bản thân của em Vũ không có một cái gì được gọi là lấp liếm trong cái sự việc này cả. Tại vì ngay từ lúc ban đầu khi mà cái câu chuyện này đăng lên trên mạng xã hội đó quý vị, thì có nhiều cái ý kiến người ta nói rằng là không có lửa thì làm sao có khói. Tại vì sao người ta là người dân nước lã mà có thể là bán căn nhà nó có một cái uẩn khúc gì đó, và cho đến tại thời điểm bây giờ thì không có cái uẩn khúc gì đó hết quý vị ơi. Chỉ là lòng tham của con người nó vô đáy quá, con người đa đoan quá, cho nên rằng là họ lợi dụng em Vũ còn nhỏ tuổi không có chỗ nương tựa
mà họ có thể là hả chiếm lấy quả nén như vậy. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ nhé.